chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ. Lại là em Việt Di Lạc đây các bạn ạ. Trước mắt tất cả các bạn thì vừa hoàn thiện xong hai bộ sản phẩm của Huy Hoàng Gia. Một bộ là một tràn dày 4 phân và một bộ là 6 phân các bạn nhá. Hai bộ sản phẩm này thì có cái điều gì đặc biệt cũng như là khác biệt ở những cái điểm nào? Thì các bạn cùng đi theo chân em vào những cái chi tiết đầu tiên của bộ sản phẩm đó các nhá. Đó, hai chi tiết đầu tiên thì em muốn giới thiệu với tất cả các bạn là hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm Huy Hoàng Gia mặt tràn 4 phân là đang có thông số kích thước là chiều ngang là 1m1, cao từ trên lên trên đỉnh là 1m51 và chiều sâu phủ bì đang là 76 các bạn nhá. Và hoàn toàn này, các cái thớ trương này thì bên cơ sở em đã được đục bằng máy và sửa bằng tay các bạn nhá. Được đục bằng máy và sửa lại bằng tay, hoàn thiện tỉ mỉ từ trong ra ngoài, từ những cái khe kẽ, từ cái khe kẽ nhỏ nhất bên cơ sở đã hoàn thiện, cũng như là chuông giày là giày 10 phân các bạn nhá. Chuông giày là giày 10 phân và đã được tông tỉa hoàn toàn lui hoa hồng. Lui hoa hồng thì trong phong thủy thì tượng trưng cho cái sự tình yêu của đôi lứa cũng như là hạnh phúc viên mãn đó các bác ạ. Đó, và tiếp theo đó này là những cái tấm vách tựa lưng. Vách tựa lưng thì bên cơ sở em đang làm là vách tựa lưng quả chám hoa mai, hay thường gọi là quả chám hoa thị các bác nhá. Đó, và hoàn toàn đã được bên cơ sở em chọn lựa những cái thớ vân này. Các bác có thể nhìn giúp em những cái đường chám tì này, hoàn toàn những cái sợi vân nổi lên cuồn cuộn rất chi là đẹp các bác ạ. Đó, và mặt tràn thì bên cơ sở em đang làm là mặt tràn dày 4 phân, gỗ là gỗ hương đá và hàng đã được chọn vân rất chi là kỹ càng. Mặt tràn 4 phân và đã được soi chỉ chạy xung quanh. Đó, và tiếp theo đó không thể thiếu những chiếc bàn. Thì bên cơ sở em đang được làm thông số kích thước là bàn dài là 1m55. Chiều ngang của bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đang làm là 70 các bác nhá. Chiều ngang đang là 70 và hoàn toàn là mặt bàn liền nguyên một tấm, và đã được bên cơ sở em chọn vân cũng như là chọn lựa những cái thớ gỗ gọi là đẳng cấp nhất và tuyệt vời nhất của bên cơ sở em các bác ạ. Đó, các bác có thể nhìn thấy những cái sợi vân lưu này. Đó, những cái sợi vân lưu cũng như là cằn cõi nhất của bộ sản phẩm rồi các bác ạ. Đó, và tiếp theo đó là một chiếc đoạn dài. Đoạn dài thì bên cơ sở em đang làm một thông số kích thước là chiều dài là 2m6, cao từ trên lên đỉnh là 1m51 và chiều sâu của bì của bộ sản phẩm này đang là 7m6 và cũng đang được đục tỉa những chi tiết hoa hồng từ những cái thói sâu này, từ những cái thói mà bên cơ sở em đã được đục tỉa và chạm khắc bằng tay rất chia sâu cũng như là hoàn thiện rất chia tỉ mỉ rồi các bác ạ. Đó, mặt tràn 4 vân và hoàn toàn đã được chọn lựa vân tuyển và vân kỹ càng các bác nhá. Tay liền là tay liền nguyên một khối, và các bác có thể thì nhìn thấy những cái sợi vân này, những cái sợi vân rất chia đẳng cấp của những cái bộ sản phẩm này. Đó, từng đường nét rất chia sắc sảo cũng như là nét các bạn. Đó, và hoàn toàn này, cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng đục xen dẹo chạy xung quanh. Đó, cổ chỉ đục 3 tầng và được đục xen dẹo chạy xung quanh. Yếm dày là yếm dày 4 phần. Chân thì bên cơ sở em đang làm là chân 14 các bạn nhá. Chân là chân 14 và đã được đục tỉa hoàn toàn tây. Đó. Và bộ sản phẩm này thì không thể thiếu hai chiếc đôn. Một chiếc đôn cao thì em đang kẹp ở chiếc đầu vàng kia. Đã có tổng số kích thước là 50x40 và đã có đang kéo ra kéo vào. Và chiếc đôn con này thì bên cơ sở em đang làm với tổng số kích thước 40x40. Và các bác cùng đi theo cho em sang bộ sản phẩm thứ hai. Chiều cao là 1m53, chiều ngang là 2m6 và chiều sâu phủ bì của bộ sản phẩm là 79 các bác nhá. 79 kích thước long cung và kích thước số đỏ các bác nhá. Hoàn toàn được hoàn thiện rất kỹ và tỉ mỉ. Vách lưng bên cơ sở em đang được làm là vách tựa lưng khung gương. Đó, vách tựa lưng khung gương, vách tựa lưng khung gương hay thường gọi là vách tựa lưng thiên thần này các bác ạ. Đó, nó những có cái đường cánh thiên thần nhìn trông rất chi là tỉ mỉ và sắc nét các bác ạ. Đó, để nguyên vân gỗ. Bên cơ sở em đã được phun lớp sơn O7, lớp sơn đang bán đang dùng tốt hiện nay và cũng như là đang được các quý khách hàng thích bởi màu sơn
để nguyên vân gỗ cũng như là để trơn, để cho các bác có thể nhìn hài hòa nhất những cái sợi vân đẳng cấp cũng như vân tuyển của cơ sở em đó nhá. Đó, cái màu sơn thì bên cơ sở em có thương hiệu các bác. Đó, chiều cao của chiếc ghế đơn này, hai chiếc ghế đơn thì bên cơ sở em đang làm cùng chiều cao kích thước là cao là 1m53, chiều ngang của bộ sản phẩm này đang là 1m17 đó nhá, chiều ngang là 1m17 và chiều sâu thì cũng là 7m9 đó nhá. Tỉa hai mặt, mặt trước và mặt sau như một. Và những cái mặt ván này thì bên cơ sở em đã được chọn vân rất chìa kỹ càng, và mặt tràn dày 6 vân. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và đã được đục sen dẹo chạy xung quanh. Và cũng như là cái mặt ngồi này là mặt tràn này các bác ạ. Đó, bên cơ sở em đã được bo cong uốn dẻo chạy xung quanh rất chìa kỹ càng và tỉ mỉ rồi các bác ạ. Đó, yếm thì bên cơ sở em đang làm là yếm dày bên cơ sở em đang làm là yếm dày 4 phân rưỡi các bác nhá. Yếm dày 4 phân rưỡi. Chân thì là bên cơ sở em đang làm là chân 16. 100% là gỗ hương đá các bác nhá. Chân 16 và gỗ hương đá. Và những cái bộ sản phẩm này thì không thể thiếu những chiếc bàn rồi. Những chiếc bàn thì bên cơ sở em đang được làm với thông số kích thước là bàn dài đang là 1m65. Đó, bàn dài là 1m65. Chiều ngang của bộ sản phẩm này thì đang là 77. Kích thước lòng khung và kích thước sổ đổ. Các bác có thể nhìn thấy những cái sợi vân lưu ở, những cái sợi vân lưu rất chia đẹp, rất chia tỉ mỉ và tinh kỹ nhất của bộ sản phẩm. Khi các bác đi mua hàng thì bên cơ sở em nhớ chọn lựa giúp em Việt Di là dây. Khi chúng ta lựa chọn ngăn kéo nhá, là chúng ta phải lựa chọn dây ngăn kéo bằng gỗ các bác nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta dùng về lâu về dài, những cái dây ngăn kéo gỗ này thì kéo rất chia trơn tru và mượt mà các bác nhá. Rất chia trơn tru và mượt mà đó. Và tiếp theo đó là những chiếc đôn thì bên cơ sở em đang làm hai chiếc đôn cao đang có thông số kích thước là 50-40. Một chiếc đôn con thì đang làm kích thước là 40-40 đó nhá. Đó, hoàn toàn hai bộ sản phẩm này nhà bác có đặt một kệ hàng đặt thì là có đông kích thước là gọi là siêu to khổng lồ các bạn, với cái thông số kích thước của 80 các bác nhá. Kệ thì đang là 2m80 và còn là dày này. Dày là dày 6 phân. Dày 6 phân và ván mặt là ván mặt 3 phân, hoàn toàn rất triệt. Dày cũng như là những cái con kệ này thì rất triệt, cái người chơi phải nhà bác nào rất triệt rộng để có thể kê được những con kệ này. Và hoàn toàn bên cơ sở em kệ này thì bên cơ sở em đã được đục là đục siêu kinh bong không nhá. Được đục siêu kinh bong và hoàn toàn là moi móc cũng nhà đục tỉa rất chìa tỉ mỉ. Và cánh này, cái cánh này bên cơ sở em đang dày là dày 5 phân. Đó, ván là ván 2 phân rưỡi các bác nhá. Wow, rất chìa dày. Đó, và chiều sâu trong lòng này, chiều sâu ở bên trong này, đó, đang là 50. Những con kệ này thì gọi là đẳng cấp luxury rồi các bác ạ. Đó, và những con kệ này thì bên cơ sở em bác đã đặt theo kích thước hàng đặt và theo kích thước nhà mình. Đó, còn tiếp này, những cái dây ngăn kéo của em là thật. Những cái bộ này thì hoàn toàn rất chìa dày rồi. Đó, những cái ngăn kéo thì đang là làm là dày 3 phân các bác nhá. Đó, đang làm dày là dày 3 phân. Những cái bộ sản phẩm đẳng cấp này thì các bác đang quan tâm cũng như là đang muốn lựa chọn cho cái căn phòng khách nhà mình thì hãy liên hệ em qua số điện thoại mà em đã để phía dưới góc màn hình rồi. Và nếu mà các bác thấy video này hay thì tặng cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ bên cơ sở em. Địa chỉ em ở đối diện công ty gì ra? Thuộc xã Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, các bạn nào có thời gian hãy đến cơ sở em trải nghiệm cũng như là đến để trải nghiệm tất cả các bộ sản phẩm mà hiện tại bên cơ sở em đang có các bác nhá. Video của em xin phép được kết thúc tại đây và chúc tất cả các bạn xem một buổi sau video thật là hạnh phúc và bình an các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Xin chào.